Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là xử lý cái con bếp này, các bạn nhìn này. Con bếp này nha, của mình nó ăn dòng quá cao. Tức là mình chỉnh kiểu gì nó cũng chỉ nó không tác dụng nha. Nó gần như không tác dụng. Các bạn nhìn này. Đây mình bật lên này. Mới có 1.300 thôi này. Mà nó lên 8A rồi. Các bạn thấy không? Đấy. Nếu như bây giờ mà mình chỉnh lên nữa thì nó sẽ lên rất là cao, các bạn nhìn này, lên nó gần 10A này. Đấy, chỉnh lên tận 10A này. Đấy, hơn 10A này. Đấy. Như vậy thì là bếp của mình sẽ nhanh chết các bạn. Mặc dù là cái chiết áp ở trong này người ta đã chỉnh đến kịch kim rồi nha, chỉnh đến kịch rồi. Đây các bạn nhìn này. Đây nha các bạn nhé. Đây là bên trong. Đấy. Và đây là chiết áp này. Chiết áp này người ta đã chỉnh đến kịch rồi này. Đấy, chuyển kịch rồi mà nó vẫn bị như vậy. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là kiểm tra xem là bệnh nó nằm ở đâu nhá. Đây chú ấy vào xem cơ. Cái này của mình là đang hiện tượng là chỉnh kịch rồi đúng không, mà nó vẫn dòng vẫn cao. Bây giờ mình phải tìm hiểu xem là cái nguyên nhân tại sao nó lại như vậy. Đấy. Thì bây giờ trước tiên mình phải biết được là cái mạch. Trước tiên mình phải hiểu được cái mạch của mình là nó, cái mạch chỉnh dòng nó hoạt động như làm sao cái nhé các bạn nhé. Đây này các bạn này. Cái mạch chỉnh dòng của mình nó bắt đầu xuất phát từ chân e sò này, e sò nối mát này, e sò nối mát này qua một con điện trở sun ở trên này bằng kim loại đấy. Thì tại cái chân sò này sẽ có một con điện trở đi về này, bạn thấy không, đi về qua đây à, sau đi theo đường này thì chỗ này đang bị oxy hóa rất là nặng này. Trước tiên là xử lý chỗ này đi nhá. Đấy, oxy hóa rất là nặng này. Đấy, nó đi về này các bạn này, đi từ chân e sò về qua điện trở này. Đây này, đi qua rắc chân một thứ hai ra rắc đầu tiên này. Đấy, đi vào chiết áp này. Chiết áp hàn này làm sao mà chả bị, nhìn này. Chiết áp thế này thì làm sao mà nó hàn thế này, làm sao mà nó chả bị. Đây nó không ăn, hàn có ăn chân đâu. Đấy. Thì đây là cái đường của nó về đúng không? Đường nó đi về vi xử lý, đi ra đây này, sau đi ra đây này, đi ra đây đi về vi xử lý này các bạn này. Đây, đi về vi xử lý này. Tại chân này của mình này có một số con tụ con trở thoát mát này. Đấy, nếu mà một số con tụ con trở thoát mát này của mình mà nó bị chập hoặc bị giò thì nó sẽ gây hiện tượng là không chỉnh được dòng. Như con này của mình là do thợ trước hàn lỏng chân nha các bạn nhé. Hàn lỏng chân con chiết áp này nên nó chỉnh gần như không tác dụng. Chú bật cho cháu cái. Đấy, các bạn thấy không? Hàn như thế này làm sao mà ăn được? Với cả những cái vết này này, vết hàn này này. Mình hàn xong mình phải đánh sạch đi nhé, chứ không thể để này được. Đấy. Nếu mà trường hợp mà các bạn chỉnh cái chiếc áp này mà không tác dụng nữa này, thì các bạn làm như sau. Các bạn giảm con trở mà từ cái chân cầu nắn này đi về này. Giảm con trở đi, ví dụ con này 1K đúng không? Thì bây giờ mình giảm còn 500 ohm. Đấy, và mình chỉnh cái này. Nếu mà các bạn giảm bằng không rồi mà nó vẫn không thể giảm được dòng thì các bạn phải lần xem mạch trên đường này có đứt đoạn nào không, từ đây về đến con vi xử lý này xem có đứt không, và đồng thời là phải kiểm tra trên cái đường này có tụ trở nào mà bị chập không. Tụ thì chập còn trở thì đứt nhé. Đấy, về vi xử lý này tất cả các điều kiện đấy mà ok hết mà nó vẫn không giảm được dòng thì là chết vi xử lý nha các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình hàn lại và mình thử cho bạn xem nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình hàn nha các bạn nhé. Đấy, cái vết hàn rất quan trọng các bạn nhé. Các bạn hàn mà không đủ nhiệt thì nó rất là nguy hiểm. Sau rồi tự mình đi tìm bệnh, ốm luôn. Đấy.
Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình lắp vào để mình thử cho các bạn xem nhé, xem là dòng có giảm hay không nhé. Chỗ tạo vào chưa hoàn hảo. Thôi đấy thì nó có đứt đâu, nó vẫn như ngày xưa. Đây nha các bạn nhé, bây giờ mình sẽ cắm điện lại và mình bật cho bạn xem. 1.300 này. Đây các bạn nhìn này, dòng bây giờ đang là 8A đúng không? Nếu mà mình tăng lên nó sẽ lên rất là cao. Bây giờ mình sẽ hạ đi này, tắt đi và mình hạ đi cho bạn xem này. Giờ mình sẽ tắt đi và mình hạ cho bạn xem nhé. Mình hạ về 50% nhé, vặn về 50%, vặn về 50% xem nó thay đổi không nhé. Đây các bạn nhìn này, dòng bây giờ của mình nó hạ về còn 7A này. Bây giờ mình sẽ tăng lên nhé, tăng kịch rồi này, mà bây giờ dòng mới chỉ có 9A thôi, lúc đấy nó dòng lên tận hơn 10A khi mới ở chế độ 1.800. Bây giờ mình tắt đi, mình lại tiếp tục vặn cái đấy, hạ tiếp một chút nữa, dòng này là hơi cao. Đây mình vặn lên một tí nữa nhá, đấy một tí nữa thôi. Đấy, bây giờ mình lại tiếp tục nha các bạn nha. Cái bước chỉnh dòng này rất quan trọng nhé. Nếu như các bạn mà không chỉnh dòng chuẩn thì các bạn khách về chạy được một thời gian sau bếp lại chết nha các bạn nhé. Này bật này. Đấy, dòng bây giờ còn có 6A này các bạn này, 6A nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ tăng lên xem nó kịch lên được bao nhiêu nhé. Cứ khi nào các bạn chỉnh kịch lên chỉ tầm 8A là ok. Các bạn thấy không, cấp mình chỉnh kịch lên rồi, bây giờ nó cũng chỉ 8A thôi. Chuẩn chưa? Bạn nhìn này. Đấy, chỉnh kịch lên bên dòng mới được 8A. Bạn nhìn này. Đấy, như vậy là xong rồi nhá. Đấy, các bạn sửa các bạn phải lưu ý mấy cái đấy. Rồi, bài của mình đây là hết rồi. Chúc các bạn làm thành công nhá.